Lâu lắm chào mừng em đã trở lại với Zero One Channel tại Kinh Mi. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại web game quen thuộc HZW11.com. Nói chung thì trong cái thời gian này mình đang cố gắng hết sức để mình quay cho nó, nói chung là sao ta, nói sao cho nó hợp lý ta. Nói chung thì quay tốc độ anh em, quay tốc độ cho nó đủ tướng. Mình thấy còn web này còn rất là nhiều tướng mình chưa test, mình rất là sợ mình không test rồi lỡ ví dụ như một ngày nào đó đen đuổi xui xẻo nó bị sập mục tiêu thì mình không thể nào test được, tại vì cái trường hợp này mình xảy ra rất là nhiều lần rồi. Mình được mượn được những con nít rất là ngon, web rất là lạ, có những con tướng rất là phê, rất là lạ để test luôn em. Tuy nhiên thì không có thời gian nhiều để test, cho nên là mình để đó để ngày hôm sau test hay ngày mai, ngày mốt, ngày kia để mình test, có thời gian để mình test. Thì sau đó tới ngày mai, ngày mốt thì web nó sập mục tiêu, chung thì đen lắm anh em, đen không thể tả nổi. Cho nên là những cái dịp này có cơ hội thì mình cố gắng test cho anh em xem nha. Rồi, chúc em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh subscribe thì ấn subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì nói chung là web này thì mình test cũng khá là nhiều con cho anh em xem rồi đó. Akenu nè, Akenu mình cũng test cho anh em xem rồi nè. Rồi mình test Magin Lăng đúng không? Magin Lăng. Rồi, bây giờ hôm nay chắc là mình sẽ test một cái cặp nào đó. Thì mỗi lần mình test thì mình sẽ test hai người nha, test một cặp luôn cho nó phê, xem skill cho nó sướng. Rồi, để mình vào chỗ Medela coi hôm nay test ai nha. Chắc là mình test cặp Monet quá. Đây, nói chung là Sisa hoặc Monet thôi. Thì chắc là mình test Monet nha. Sisa thì nói chung là anh em cũng có thể tưởng tượng ra skill được như thế nào rồi. Mình có thể tưởng tượng ra như thế nào, kiểu thả khí ga các kiểu anh em. Còn Monet này cũng khá là lâu rồi mình chưa test, cho nên là mình cũng không nhớ skill lắm. Hình như là quạt ra tuyết đúng không ta? Cho nên hôm nay mình sẽ test hai người này nha. Rồi, đây là Monet kiểu kiểu trẻ trâu, phiên bản trẻ trâu nè. Còn đây là Monet phiên bản Haki, lên cái dạng khác, dạng ác độc hơn anh em, nhìn ghê hơn. Rồi ok, đây đây hình dạng là người chim hay sao á, phải người chim không ta, hay là do ăn rác quỷ chim ta. Thông tin này mình không rành lắm, tại vì mình cái đoạn này mình không có coi nên mình cũng không biết con Monet này là ăn rác quỷ hay là người chim nữa. Rồi còn đây là lên cái dạng băng tuyết đúng không, dạng tuyết đấy, ghê hơn anh em, như kiểu phất phơ anh em, chu cho hoa nhìn đôi cánh cái anh em ghê thiệt. Đây mình chỉ nhớ là cái trận này là chạm trán với lại Tatsugi nè, với lại Zoro, thì hình như là Tatsugi đánh ông lại, Tatsugi đánh ông lại nha anh em, nhưng mà Zoro xuất hiện, Zoro cứu Tatsugi cho vài đường chém cơ bản thôi. Trời ơi, Monet banh xác luôn, không biết là pha đó có đai không thì mình không biết, nhưng mà khá là thê thảm đấy. Ok, còn gì để nói không ta, để mình xem coi mình nhớ được gì về thanh niên Monet này thì mình sẽ nói với anh em nghe nha, nhưng mình chắc là không còn gì đâu. Về hình dạng như kiểu người chim, rồi lên dạng là dạng Haki, dạng Monet băng giá, gọi là vậy đi ha. Rồi bây giờ vào test luôn nè, đầu tiên là test Monet thường trước nha, chiêu thường và chiêu nọ mình sẽ chia ra làm hai giai đoạn, mỗi con mình test một lần khác nhau, tại vì con này thì muốn test thường thì lắp ra giày, còn muốn test nọ thì mình phải cần thêm 3 búp nọ nha anh em mới test được chiêu nọ, thành ra là nó phải như vậy nha anh em. Rồi ok, cho nên là không test một lần được hai con nha. Rồi mình đã có cái phó bản quen thuộc để mình test cho anh em xem rồi, đó là phó bản ở Imperdao, phó bản này nè. Đấy, mục tiêu là nếu chiêu thường thì khỏe rồi, chiêu thường thì cứ đặt ra đầu là đánh được chiêu thường thôi, còn anh em muốn chiêu nọ anh em phải đặt Monet vô đây. Thì con búp nọ đây là 25 nọ, 50 nọ, 75 nọ, sau đó thì ông bên đây sẽ đánh mình, đánh đấy và mình sẽ được thêm 25 nọ là được 100 nọ đấy, cái quy luật là vậy. Bây giờ chúng ta xem skill thường trước nha. Rồi ok, skill thường là gì đây? Rồi như vậy là lao tới, thanh niên này là không đánh được toàn tem nha anh em, chỉ đánh được hàng ngang thôi. Đây là một cái lợi nha anh em, một cái lợi, nhưng mà nhân vật chính chắc là bắn chết hết rồi quá. Chu choa đen vậy, nhân vật chính đâu ra skill đánh toàn tem vậy. Hơi buồn một chút, rồi bay lại nè. Rồi như vậy là lao tới nha anh em. Đôi cánh thì ở cái đầu cánh nó sẽ biến thành băng giá cứng hơn, cứng cáp hơn. Rồi sau đó quạt người ta chết queo luôn. Ok, ghê, đôi cánh phát sáng lên và đóng băng như kiểu băng tuyết đó anh em. Rồi ok, đó là skill thường, cũng không có gì đặc sắc đâu anh. Mình test con này cũng lâu lắm rồi nên mình cũng không nhớ skill thường skill nổ luôn ấy. Bây giờ xem lại thì mình thấy skill thường cũng khá là ghê. Đóng băng đôi cánh hả? Tạo ra đôi cánh rồi quạt người ta. Mình cứ tưởng là cú đá chứ, tưởng tượng người chim nè anh em. Mình thấy cái chân này mình khá là ấn tượng nè anh em. Đây,
Thấy cái chân này thì ui cái chân này nhỏ quá. Tại vì cái kiểu chân mà bốn móng như thế này thì mình nhớ lại cái đoạn mà thanh niên kinh trong băng Kaido nha anh em, dùng cái bàn chân này để đạp chiếc thuyền của băng Big Mom rớt xuống vực. Không phải rớt xuống vực mà rớt xuống thác nước. Trong khi chiếc thuyền nó đang cố gắng leo thác thì bị kinh đạp cho một cái rớt. Rồi sau đó lại tiếp tục cố gắng vượt lần hai thì lại bị thằng Marco. Marco biến hình dạng chim lại dùng đôi chân của mình để chiếc chân của mình để đá cái rớt xuống lần nữa. Tổng cộng là hai lần, đúng đen luôn nè. Đúng lần đó thiệt là băng Big Mom đúng đen luôn. Ok. À, Big Mom thì bị đá một cái nữa đúng không ta? Là rớt xuống cái xoáy nước, sau đó thì bị trôi dạt vô cái thôn làng đó, gặp Chopper với lại Carrot với lại cái ai nữa đó. Lúc đó bà Big Mom bị mất trí nhớ. Mình nhớ là vậy. Mất trí nhớ tạm thời sau đó cũng nhớ lại rồi. Ok bây giờ là đến với skill nọ nha. Skill nọ thì như thế nào đây anh em? Mình đang tưởng tượng tạo ra tuyết tại vì chắc quỷ này liên quan tới tuyết nè anh em. Ok à mình nghĩ chắc là người chim ăn các quỷ tuyết á anh em. Chu choa chiêu nọ chỉ đánh được một người thôi à, buồn vậy. Ok nhưng chiêu nọ chỉ đánh một người thôi nhưng mà thằng nhân vật chính này phá đám quá. Nhưng mà chính phá đám quá anh em, nó bao toàn đêm chết hết thì ta. Đây là skill thường hay skill nọ ta? À skill nọ nè. Có cái chiêu hổ vồ mồi nè. Mình kiếm cái skill nào đánh một mục tiêu thôi mình trang bị cho nó, chứ nó phá đám quá. Giờ mình cũng không biết là chiêu nào đánh một đứa nữa chứ. Thôi chịu rồi, thôi khỏi đi anh em. Thôi, xem như đó cũng được. Rồi, xem lại nha anh em, xem lại. Nói chung là đứng im một chỗ nè. Rồi sau đó thì dơ hai cái cánh ra tạo gió hả ta? Không biết là làm gì đây. Hay là đây đây đây. À lao tới người ta rồi sau đó giang hai cánh ra hả? Hay là chứng tỏ mình là một người hôi nách. Và đối phương bị hôi nách quá cho nên là ngửi không được và chết. Cũng có khi lắm. Rồi thôi được rồi. Tiếp theo là Monet phiên bản Haki nha anh em. Rồi, skill thường trước nha. Ủa, bà này nhìn hung hăng hơn nè anh em, răng nhọn, sắc nhọn. Xem thử skill của như thế nào đây. Skill thường nha anh em. Chu choa. Lao tới và biến thành một cái hồn ma anh em à. Kinh dị vậy. Rồi. Ui. Trường hả? Từ kêu trường anh em à, trường luồn lách. Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo anh em ơi. Biểu hiện của sự linh lẹo. Lươn lẹo trời ơi ghê chưa? Ghê cực kỳ luôn. Rồi, ta chịu nổi ha. Không là mất thời gian nhiều anh em nữa, đến ngay skill nọ luôn. Rồi. Không biết là bao giờ năm số 8 mới cập nhật mấy con này đây ha. Chắc cũng hơi lâu, mình nghĩ là hơi lâu, nhưng mà phải chờ đợi thôi. Skill nọ nè anh em. Ui. Như vậy là skill nọ y chang như con Monet kia luôn, có điều là khác là tại vì người bà này màu trắng thì tại vì bà này màu trắng thì nó lại màu trắng thôi, còn người kêu hình dạng y chang cũng dơ ra, nó có vẻ như là sau khi lên Haki chị vẫn không thể nào hết được cái hôi nách. Cho nên chị rất biết tận dụng, rất biết tận dụng cái căn bệnh của mình là hôi nách, cho nên là đưa ra đối phương ngửi vào chết quèo luôn anh em. Xem lại nha anh em. Nói chung thì skill thì cũng không có gì đặc sắc mà cái việc hôi nách, phải bó tay rồi. Mình công nhận luôn là mấy skill của skill của mấy của bà một nét này tởm vãi. Ôi để mình xem lại cái hình dạng ở phía trên nha anh em. Anh em chú ý hình dạng ở trên đây nha. Lúc mà sử dụng skill nọ thì cũng mỗi con tướng thì xuất hiện cái hình nhân vật ấy. Anh em chú ý kỹ hình một nét trên kia khá là hung hăng luôn. Ui. Trời ơi, nhìn hơi bị ghê luôn em, răng nhọn rồi nhìn như con quái thú ấy. Ghê thiệt chứ. Ồ, nhưng mà trong đây thì nó không ghê gớm thế nào, xem biểu hiện khuôn mặt nha anh em. Lúc mà lao tới đối phương thì khuôn mặt như thế nào đây? Bình thường thì đã hung hăng rồi. Nếu mà làm khuôn mặt y chang như kia nữa là bao hung hăng luôn ấy. À vậy là khuôn mặt y chang luôn, không một chút cảm xúc. Không cảm xúc và không biến sắc luôn. Căng thiệt chứ. Môn nét này thiệt tình. Bó tay giống còm luôn nè em ơi. Không thể tin được vào mắt mình là cái skill hôi nách là ghê gớm như vậy. Bó tay giống còm. À, trong thì hôm nay test skill của không phải gọi là chị em Monet nữa, mà là nói chung là cũng chỉ là một con Monet thôi. Con Monet này là phiên bản chưa Haki, còn này Haki, phải gọi là chị em cũng được. Nói chung là chị em Monet phiên bản thường và phiên bản Haki thì cả hai đều dùng skill quá là không có được sạch sẽ cho lắm. Để tiêu diệt kẻ thù. Hồi ghê quá.
mình không muốn nhắc lại làm chi nữa anh em. Nhưng mà nói chung thì đây cũng là hai con tướng lạ bên web thường chúng ta chưa có. Chỉ có bên web lậu mới có thôi. Cho nên là mình test cho anh em xem, coi như là giải trí, thư giãn, và cũng như là lâu lâu xem những cái skill mới. Được thôi nha. Clip này mình nghĩ là mình sẽ làm ngắn gọn thôi, cũng không có gì đặc biệt, cho nên mình cũng không có gì để làm nhiều. Trác quỷ này thì trác quỷ đây. Giờ mình sẽ ra, mình tra thông tin thử coi. Monet 1B đi này hai anh em. Đấy, test nào, nói chung là ra xem chi tiết coi như thế nào chứ. Rồi, để mình dịch sang đã. Đây, Monet đây anh em. Chắc mình nghĩ là người chim, cơ bản là tộc người chim nha anh em. Tộc người chim nhưng mà ăn trác quỷ tuyết. Monet là một trinh sát và trợ lý cho Sisa này anh em. Đấy. Kiểu thuộc hạ đệ tử đó anh em, thuộc hạ. Và thuộc hạ của anh ta trong cơ sở nghiên cứu. À, cô có đôi cánh. Cô có cánh tay và chân ban đầu của một con người được thay thế bằng tứ chi chim, mang lại cho cô vẻ ngoài giống như một con quỷ nè. Thật ra cô là thành viên và sĩ quan của cướp biển Doflamingo và được Doflamingo gửi làm đặc vụ che giấu do nhiệm vụ và hành động của mình. Cô có thể được coi là nhân vật phản diện thứ ba của bên Hazan. Cô cũng là chị gái của Suga. Suga là anh em. Suga này như là cái con mà nhỏ nhỏ mà bị Usopp hù đúng không? Rồi đúng rồi đó, nó đó nè anh em. Bị Usopp bắn hù dọa le lưỡi luôn. Tiếp theo là gì đây? Rồi về thông tin coi. Có thông tin gì không? Đây là nhân cách. Nhân cách thì không cần xem làm gì. Kẻ thù, trẻ em bị bắt cóc. Khả năng và quyền hạn nè. Lông của cô đủ dài để đôi cánh của cô gấp đôi bàn tay là sao? Dẹp đi. Trác quỷ nè anh em. Monet ăn trái Yuki Yukinomi nha anh em. Một Logia đẳng cấp cho phép cô trở thành và kiểm soát các yếu tố của tuyết. À, ok, như là hiểu đó. Nhưng mà trong skill thì chả thấy tuyết đâu. Chỉ thấy skill hơi nắp thôi nè. Chán thiệt. Khi mà trở thành dạng tuyết thì cho phép là đạn bắn xuyên qua luôn nè anh em. Ghê không? Đạn bắn xuyên qua không xin nhê luôn nè. Cô ấy có thể sản xuất và điều khiển tuyết, tạo thành những hàng rào tuyết vững chắc. Những rào cản này khá khó, khiến việc tiêu diệt chúng trở nên khó khăn, nhưng cô có thể dễ dàng vượt qua hàng rào tuyết của mình. Cô cũng có khả năng khiến ai đó ngủ thiếp đi bằng cách ôm họ với cơ thể băng giá của mình. À, như là skill đầu tiên kiểu hồi nãy mình test chưa Haki là chắc là lao tới ôm. Khiến nhiệt độ cơ thể của họ hạ xuống và khiến họ yếu đi. Ghê quá nhờ. Rồi ok thôi được rồi. Nói chung là ghê cỡ nào thì gặp Yoro, Yoro cũng chém cho banh xác thôi, nhưng có được gì đâu mà. Nói chung là không có gì đặc sắc đâu anh em. Gặp Yoro là cũng phải bó tay thôi. Này, thôi được đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe để kênh để ủng hộ mình nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh subscribe thì hãy subscribe. Và anh em muốn mình test con nào tiếp theo thì đừng quên để lại comment bên dưới nha. Ok.